Cô mến chào các em học sinh lớp 4. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài chính tả nhớ viết. Bài thơ về tiểu đội xe không kính của tác giả Phạm Tiến Duật. Mục tiêu bài học hôm nay, các em sẽ nhớ và viết đúng bài chính tả, biết trình bày các dòng thơ theo thể tự do và trình bày các khổ thơ, làm đúng bài tập chính tả phương ngữ, bài 2A, B hoặc 3A. B. Bài học hôm nay có hai hoạt động. Hoạt động 1 là phần luyện tập. Các em sẽ làm bài tập 2A và bài 3B. Phần luyện tập giúp các em phân biệt âm đầu sờ hay sờ, phân biệt thanh hỏi hay thanh ngã. Trước khi làm luyện tập, cô sẽ hướng dẫn với các em một số mẹo để viết đúng âm đầu sờ hay sờ. Đầu tiên đó là mẹo kết hợp âm đệm. Những chữ có âm đệm sẽ kết hợp với âm sờ. Cô ví dụ như cây xoan, xoa tay, tóc xoăn, xoắn lại, tròn xoe, xòe tay, xòe xòa, xum xuê. Ngoài ra vẫn còn trường hợp ngoại lệ. Những chữ có âm đệm sẽ kết hợp với âm đầu là sờ. Cô ví dụ là soát, soạt, soạn, suýt, vân vân. Với mẹo từ vựng, các chữ được viết với âm đầu là sờ. Chỉ tên thức ăn, ví dụ xôi, cải xanh, xúc xích, lạp xưởng, vân vân. Ngoài tên thức ăn thì tên đồ dùng còn được viết với âm đầu là sờ như cái son, que xiên, vân vân. Ở mẹo từ vựng, một số chữ được viết với âm đầu là sờ, chỉ tên cây, tên đồ dùng như cây sen, cây sim, cây sồi, cây sung hoặc cái sọt, sợi dây. Ở đây vẫn có trường hợp ngoại lệ, một số tên cây, tên đồ dùng viết với âm đầu là sờ. Cô ví dụ là cây xoan, cây xoài, chiếc xe, chiếc xuồng, cái xẻng, vân vân. Ở mẹo từ lấy, với từ lấy vần, trong đó có một tiếng, âm đầu là sờ. Với âm sờ không có khả năng này. Ví dụ như bơm sơm, lao sao, lòa xòa, liêu siêu, loanh xoanh, liễn xiển, lộn xộn, vân vân. Các em lưu ý, âm sờ và sờ không cùng xuất hiện trong một từ lấy. Có một số từ ghép, một tiếng có âm đầu là sờ, một tiếng âm đầu là sờ mà các em thường gặp. Xác suất, sổ số, xứ sở, sản xuất, soi xét, xuất sắc. Các em ghi nhớ để viết đúng chính tả nhé. Cô vừa hướng dẫn với các em một số mẹo để viết đúng âm đầu sờ hay sờ. Để phân biệt hai âm này sẽ không có quy luật riêng. Muốn không viết sai chính tả, ngoài việc phát âm đúng, các em cần phải nắm được nghĩa của từ, đọc nhiều và viết nhiều nữa. Em hãy vận dụng các mẹo này để làm luyện tập nhé. Bài 2A. Tìm 3 trường hợp chỉ viết với sờ, không viết với sờ. Mẫu: sai, không có, sai. Các em hãy suy nghĩ và làm bài vào sách nhé. Chúng ta cùng sửa bài nào. 3 trường hợp chỉ viết với sờ, không viết với sờ. Cô có sản, sau, sượng. Ngoài 3 trường hợp này, cô giới thiệu với các em một số tiếng khác như số, sờn, sợ, sỏi, sớm, xoái, sóng, sim, sướt, suối, sư, sưởi. Em nào tìm chưa đầy đủ, các em có thể bổ sung vào bài.
Chúng ta tiếp tục bài 2A với yêu cầu tìm 3 trường hợp chỉ viết với sờ, không viết với sờ, mẫu, xoe, không có, xoe. Các em hãy suy nghĩ và tiếp tục làm bài nhé. Chúng ta cùng sửa bài nào. 3 trường hợp chỉ viết với sờ, không viết với sờ, cô có xé, xem, xoay. Ngoài 3 trường hợp này, cô có thêm một số tiếng khác như xếp, xòa, xóm, xới, xơi, xốp, xoa, xõa, xẻo, xuân, xuyến, suối. Em nào làm bài đúng, hãy tự vỗ tay tuyên dương mình nhé. Chúng ta sang bài 3B. Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh câu văn. Thế giới dưới nước. Đáy biển, biển cũng có núi non, thung lũng, lũng và đồng bằng như trên mặt đất. Người ta đã quan sát được một rặng núi chạy thẳng từ Bắc Băng Dương xuống trung tâm Đại Tây Dương và kéo dài tới tận Nam Cực. Trần Hoàng Hà. Trong bài này yêu cầu chúng ta chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn. Các em nhìn thấy trong ngoặc đơn có hai tiếng với dấu thanh khác nhau. Biển thanh hỏi và biển thanh ngã, lũng thanh ngã và lũng thanh hỏi. Các em hãy chọn tiếng viết đúng chính tả và gạch dưới tiếng đó bằng bút chì để chúng ta được từ có nghĩa phù hợp với nội dung của câu. Kết quả cô chọn là biển được viết với thanh hỏi và lũng được viết với thanh ngã. Như vậy, chỉ với hai câu văn đã giới thiệu cho chúng ta biết một thế giới dưới nước lại có biển, thung lũng và núi non như trên mặt đất chúng ta vậy. Các em vừa làm xong bài 3B, giúp các em phân biệt được thanh hỏi và thanh ngã. Sau đây, cô sẽ giới thiệu với các em một số mẹo để viết đúng những chữ được dùng với thanh hỏi hoặc thanh ngã. Đầu tiên đó là mẹo từ lấy. Thanh hỏi sẽ kết hợp với thanh ngang và thanh sắc. Thanh ngã sẽ kết hợp với thanh huyền và thanh nặng. Có nghĩa là nếu từ lấy một tiếng có thanh hỏi thì tiếng còn lại sẽ là thanh ngang hoặc thanh sắc. Nếu từ lấy có một tiếng thanh ngã thì tiếng còn lại có thanh huyền hoặc thanh nặng. Cô ví dụ một số từ lấy như sau. Vui vẻ, dí dỏm, tầm tã, sạch sẽ. Ở từ Hán Việt thì thanh hỏi và thanh ngã cũng được phân biệt theo các cách khác nhau. Trường hợp thanh hỏi, những chữ có âm đầu là chờ, di, khờ được viết với thanh hỏi. Ví dụ như âm chờ, chỉ, chủ, chuẩn, chủng, chuyển, âm di, giả, giải, giảm, giảng, âm khờ, khả, khải, khẳng, khẩn, khiển, khoảnh, khổ, khuẩn, khử. Và các từ không có phụ âm đầu như ải, ảm, ảnh, ảo, ẩm, ẩn, ẩu, ổn, ẩn, ủng, uổng, ủy, uyển, ỷ, yểm, yểu. Trường hợp với thanh ngã, những chữ có âm đầu là giờ, l, m, n, v được viết với thanh ngã. Âm giờ, giả, dẫn, diễm, diễn, dũng, giữ, dưỡng. Âm l, lãm, lãng, lãnh, lão, lễ, lĩnh, lỗi. Âm m, mãi, mãn, mão, mẫu, mỹ, miễn. Âm n, kể cả âm nhờ và âm ngờ. Não, nữ, ngã, nghĩa, ngữ, ngưỡng, nhã, nhãn, nhẫn, nhĩ. Âm v, vãng, vẫn, vĩ, viễn, vĩnh, võ, võng, vũ. Các em vừa tìm hiểu xong hoạt động 1,
Ở hoạt động 2, các em nhớ để viết đúng bài chính tả, bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Các em viết 3 khổ thơ cuối bài. Từ nhìn thấy gió cho đến cửa kính vỡ rồi ở sách giáo khoa trang 71 và 72. Ngoài ra các em còn biết trình bày các khổ thơ cho đúng và cho đẹp nữa. Bài thơ về tiểu đội xe không kính đã ca ngợi được tinh thần ung dung vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ của các anh chiến sĩ. Để viết đúng bài chính tả hôm nay, cô nghĩ các em đã thuộc lòng bài thơ rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết đúng các chữ có âm và vần khó ở trong bài. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 71, đọc thầm 3 khổ thơ. Lấy thước và bút chì gạch dưới các từ khó mà em thường viết sai chính tả. Cô thấy ở khổ thơ thứ nhất, các em thường viết sai những từ sau: xoa, đột ngột, xa. Ở khổ thơ thứ hai có các từ khó: ướt áo, tuôn, xối. Ở khổ thơ thứ ba có từ bom. Chúng ta cùng phân tích và luyện viết ở nháp một số từ vừa nêu để phân biệt viết đúng các âm và vần. Tiếng xoa, các em chú ý âm đầu là s. Đột ngột, tiếng đột và tiếng ngột đều có vần là ốt. Tiếng xa, các em viết đúng âm đầu s. Ướt áo, tiếng ướt các em viết với vần ướt và âm cuối là âm tờ. Tiếng tuôn, các em cần viết đúng vần un. Tiếng xối có vần là ôi. Và tiếng bơm, các em cần viết đúng vần om. Trước khi viết bài, em hãy đọc lại bài một lần. Gấp sách lại và nhớ để viết 3 khổ thơ cuối. Mỗi khổ thơ có 4 câu. Lưu ý khi viết hết một khổ thơ, cần viết cách một dòng. Em nhớ viết đủ tựa bài và tên tác giả. Bài thơ được viết theo thể tự do, nên các dòng thơ được viết thẳng cột. Em có thể lùi vào một ô vỡ từ hàng kẻ đỏ. Em nhớ rèn chữ cho sạch và đẹp nữa nhé. Em học thuộc để nhớ và viết đúng bài chính tả. Ghi nhớ các mẹo chính tả đã học: phân biệt âm sờ, sờ, phân biệt thanh hỏi, ngã. Xem trước và tự viết chính tả ở nhà bài Cô tắm của mẹ, sách trang 96. Tiết học của chúng ta đã kết thúc. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt. Cô chào tạm biệt các em.